Chào mừng các bạn đã đến với bản tin S-News và ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những thông tin đáng chú ý có trong ngày. Trong những ngày vừa qua, câu chuyện về một người thầy giáo người ngoại quốc tên là John đứng tại đường Nguyễn Tri Phương và cầm bảng xin sự giúp đỡ đã khiến cho nhiều người chú ý. Được biết, lý do người thầy ngoại quốc xin giúp đỡ là vì đang rất khó khăn và không thể kiếm được thu nhập trong mùa dịch này. Vì thầy John là thầy giáo dạy tiếng Anh, tuy nhiên các trung tâm và các trường học đều đang đóng cửa hết. Chính vì vậy, sau khi kêu gọi giúp đỡ thì nhiều người đã quan tâm và đến giúp đỡ thầy. Mọi thông tin, số điện thoại liên lạc của thầy được chia sẻ, đồng thời đã có rất nhiều mạnh thường quân gọi điện thăm hỏi, hỗ trợ việc làm và tìm đến tận nơi sinh sống của thầy để giúp. Vợ chồng anh Nam và chị Anh đang sinh sống và làm việc tại Úc là một trong số đó. Ngay sau khi đọc được câu chuyện của thầy, anh chị đã liên hệ với dì của mình tại Việt Nam và nhờ người dì chuyển đến thầy sự giúp đỡ nhỏ. Thời gian này ai cũng khó khăn cả, chúng ta đi cùng nhau, hỗ trợ nhau thì sẽ vượt qua tất cả, anh Nam chia sẻ. Không chỉ vợ chồng anh Nam chị Anh, rất nhiều hàng xóm láng giềng sinh sống cùng với khu phố của thầy John đã sang thăm hỏi và động viên thầy. Bà Vũ Thị An, 56 tuổi, là hàng xóm với thầy đã suy nghĩ và tìm cách giúp đỡ để thầy không cảm thấy ngại. Bà cho biết, tuy hoàn cảnh gia đình bà không giàu có gì, nhưng bà muốn giúp đỡ thầy qua giai đoạn khó khăn, muốn xuống tận nơi và phải mắt thấy tai nghe và tình nguyện giúp chứ không phải là bị ai ép buộc. Anh Nguyễn Hồng Nam, 45 tuổi, giáo viên dạy học cũng chia sẻ rằng bản thân anh cũng là giáo viên, thấy thầy cũng là một giáo viên và phải cầm bảng đứng ngoài đường xin tiền như vậy, anh cảm thấy có chút chạnh lòng. Trong tôi có chút gì đó vừa đồng cảm và vừa xót xa. Hơn nữa, thầy là giáo viên người nước ngoài, sống tại nơi đất khách quê người thì đâu có nơi nương tựa. Cảm nhận được tấm lòng hảo tâm của rất nhiều người Việt, thầy John đã cho biết thầy vô cùng bất ngờ. Những cuộc điện thoại liên tục, mọi người tìm đến hỗ trợ, giúp đỡ khiến cho thầy rất xúc động. Tuy nhiên vì có quá nhiều người đến giúp đỡ và liên lạc, trong khi thầy đã có đủ tiền và đủ thức ăn, nên buộc lòng thầy đã tạm thời tắt điện thoại, đóng kín cổng trọ để không làm phiền đến những người xung quanh. Thầy nói rằng, tôi bị choáng ngợp bởi lòng từ bi và sự hào phóng của người Việt. Tôi đã có đủ thức ăn và tiền bạc, tôi xin phép từ chối để nhường những điều đó cho những người có khó khăn khác. Ngay sau đó thì nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự quý mến của mình với thầy John, ghi nhận được những bình luận như sau. Thật là quý thầy, đã cảm thấy đủ là từ chối, không phải là kiểu tham lam mà thầy đã nhường cho những người có khó khăn khác. Câu chuyện này thật là đáng yêu, hạnh phúc chính là sẻ chia. Chúng mình là S-News và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để cập nhật thông tin mỗi ngày.